Chỉ với một quyển sách trên tay, ai cũng có thể dễ dàng ra bất kỳ một hàng photocopy nào để in sao thành nhiều bản khác nhau. Cô làm nghề in này bao nhiêu lâu rồi cô? Cô làm năm nay là cô được 21 năm rồi. Cuốn sách nào được in hả cô? Các cháu photo cuốn nào là thì cô cũng làm. Cả cuốn là khoảng bao nhiêu ạ? Thì tính ra bao nhiêu trang thì là bấy nhiêu tiền, cứ 500 đồng một trang này. Giá cả phải chăng, tiện lợi, dễ thực hiện. Việc sao chép sách có bản quyền như thế này đã trở thành việc làm bình thường ở bất kỳ đâu. Nếu mà cái cá nhân đó mà tự tay mình sử dụng cái máy photo của nhà trường chẳng hạn để tự tay để photo phục vụ cho cái hoạt động của mình thì là không vi phạm. Tuy nhiên nếu mà trong trường hợp mà cái cá nhân đó lại mang một cái quyển sách có bản quyền đi xong lại ra nhờ một cái đơn vị photo thì như thế là cũng là vi phạm ở cái khoản 6 của điều 28. Trong trường hợp này thì kể cả người mà mang cái sách có bản quyền và cái đơn vị photo dịch vụ thì đều là vi phạm bản quyền. Không chỉ thực hiện việc sao chép sách theo nhu cầu, nhiều hàng photo quanh các trường đại học còn bán sẵn những cuốn giáo trình photo. Bởi thế, thay vì đến hiệu sách thì điểm đến mua giáo trình của sinh viên lại là các hàng photo. Lấy trang quyển xã hội học 20 đến 15, 35. Quán photo thì hầu như là bán tất cả các loại giáo trình mà bọn em học trong chương trình. Thường một cuốn giáo trình của bọn em thì sẽ tầm 20.000, 25.000 đổ lại. Cho nên là nó rẻ hơn rất là nhiều so với việc mua giáo trình gốc ạ. Các cái cơ quan thanh tra thì có quyền là xử phạt các cái quán photocopy đối với cái hành vi là phân phối hoặc là sao chép các tác phẩm đấy và có thể là xử phạt từ 10 đến 30 triệu đồng. Trong trường hợp thì có thể khởi tố về mặt hình sự nếu mà chứng minh được cái thiệt hại đối với lại chủ thể quyền. Photo, việc làm tưởng như một thói quen vô tư, vô hại. Thế nhưng nếu không ý thức rõ ràng về hành vi của mình thì bất cứ ai cũng có thể trở thành người vi phạm tác quyền.